5 vụ bán độ rúng động bóng đá Việt Nam. Thần đồng Văn Quyến sau 15 năm nhận án phạt, bây giờ ra sao? Như Thành bị trao giò 5 năm. Trước thềm SEA Games 22 trên sân nhà, làng bóng đá Việt Nam đã rúng động trước thông tin hậu vệ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam khi đó là Vũ Như Thành bị trao giò do liên quan đến việc bán độ. Sau những sai sót đáng ngờ bộc lộ trong trận đấu khánh thành sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải Trung Quốc, hậu vệ Như Thành đã tiếp tục bị nghi ngờ bán độ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam thua Malaysia trong khuôn khổ Cup CVC vào tháng 10 năm 2003. Hai đội hòa với tỷ số 2-2 trong hai hiệp chính, nhưng U23 Việt Nam đã thua sạch sau loạt đá luân lưu 11m. Sau đó Như Thành đã bị loại khỏi đội tuyển U23 Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 22 và sau đó bị VFF trao giò 5 năm. Lương Trung Tuấn và Việt Thắng bị trao giò 3 năm. Vào tháng 5 năm 2003, hậu vệ Trung Tuấn và tiền đạo Việt Thắng từng bị cơ quan điều tra triệu tập sau những nghi vấn xung quanh một số trận đấu đáng ngờ của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League. Tuy nhiên, do không có bằng chứng xác thực, cả hai sau đó được trả về câu lạc bộ. Sau đó 2 tháng, Việt Thắng và Trung Tuấn đã bị đồng đội Mạnh Dũng tố cáo có bằng chứng là đã tham gia và rủ dê một số đồng đội tham gia cá độ trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp C1 Đông Nam Á. Giải đấu mà Hoàng Anh Gia Lai đã thua tan tác trước đối thủ Indonesia, BIC Tero Thái Lan. Sau khi tiến hành điều tra, VFF đã quyết định trao giò Trung Tuấn và Việt Thắng cùng thời hạn là 3 năm với tội danh lôi kéo đồng đội bán độ. Nguyễn Thành Trung bị cấm thi đấu 5 năm vì môi giới mua độ. Sau vòng đấu thứ 17 của giải hạng nhất năm 2012, câu lạc bộ đội tuyển Long An đã gửi đơn tới VFF tố cáo cầu thủ Nguyễn Thành Trung của Tây Ninh về việc mua độ với giá là 50 triệu đồng đối với hai cầu thủ Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải của đội tuyển Long An trước trận đấu đội này làm khách trước Tây Ninh. Sau khi làm rõ hành vi này, ban kỷ luật VFF đã quyết định kỷ luật cầu thủ Nguyễn Thành Trung với tội danh môi giới mua độ nhằm làm sai lệch kết quả của trận đấu. Sau đó, Thành Trung bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức và đơn vị được Liên đoàn bóng đá Việt Nam ủy quyền tổ chức tại các giải thuộc quyền quản lý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ trong thời hạn là 5 năm. 7 cầu thủ U23 Việt Nam bị trao giò từ 3 đến 5 năm vì bán độ tại SEA Games 23. Đây được coi là vụ scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước cho đến nay, khi hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó như Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm đã bị bắt vì tham gia dàn xếp cá độ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại bán kết SEA Games 23. Cuối cùng, ngoài những án tù phải nhận theo khung hình phạt của pháp luật Việt Nam, các cầu thủ tham gia bán độ SEA Games 23 còn phải nhận những bản án kỷ luật của VFF với mức trao giò 5 năm cho Quốc Vượng, 4 năm cho Văn Quyến, Văn Trương và 3 năm cho Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm cùng với Bất Hiếu. 12 năm sau vụ bán độ, thần đồng bóng đá Việt Nam Văn Quyến sống ra sao? Nếu như ai yêu bóng đá nước nhà thì không còn xa lạ với cái tên Văn Quyến. Từ một cầu thủ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chẳng biết gì đến những thú vui xa xỉ, Văn Quyến đã thi đấu thăng hoa và nổi lên như là một sao mai và là cầu thủ được kỳ vọng nhất ở thời điểm bấy giờ cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vào cuối năm 2005, tại SEA Games 23 được tổ chức tại Philippines, bóng đá Việt Nam đã xảy ra một vụ bán độ chấn động người yêu thể thao trong nước. Đó là vụ việc một số cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có cầu thủ Văn Quyến, từng được mệnh danh là thần đồng bóng đá Việt Nam tham gia cá độ, tổ chức cá độ và bán độ. Chính xác hơn là dàn xếp tỷ số, trận Việt Nam-Myanmar ngày 24 tháng 11 năm 2005. Theo đó, trong trận đấu này, Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Hải Lâm đều được tung vào đá chính. Sau khi tài em mở tỷ số, đội U23 Việt Nam có thêm rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Để giữ khoảng cách một bàn này, các cầu thủ đã phân phát bóng chậm lại và cố ý giữ bóng trên phần sân của bên mình. Tỷ số là 1-0, đủ để cho Việt Nam vào bán kết và để cho các cầu thủ nhận tiền như đã bàn bạc, đồng thời giúp Quốc Vượng tăng độ lên 250 triệu đồng. Ngày 26 tháng 11 năm 2015, sau trận đấu 2 ngày, Vượng đã gọi điện về nhờ bạn gái của mình là Phạm Thị Cẩm Lai đến gặp Trương Tấn Hải để lấy tiền, bao gồm 25.000 đô và 90 triệu đồng, tổng cộng là 490 triệu đồng. Trong số này, Kỳ trả công 240 triệu đồng cho 8 cầu thủ, thực ra là chỉ có 7 tham gia dàn xếp tỷ số, số còn lại là tiền mà Vượng thắng độ. Khi về đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 12, Vượng đã trả công cho Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh mỗi người 20 triệu đồng, gửi Quốc Anh cầm hộ cho Phước Vĩnh 20 triệu đồng
và bỏ túi riêng của mình gần 410 triệu đồng. Quốc Anh còn cầm 20 triệu đồng dùm Châu Lê Phước Vĩnh. Văn Trương, Hải Lâm do hối hận về hành vi của mình nên đã không nhận tiền từ Vượng. Dù là lý do gì đi nữa thì tội lỗi vẫn không bao giờ chối cãi và gột rửa được. Văn Quyến có ân hận bao nhiêu cũng không đủ so với hành động lừa dối hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Sau khi sự việc bị phát giác, Văn Quyến đã lĩnh án 2 năm tù treo và 2 năm thử thách về tội tổ chức đánh bạc. Thần đồng Văn Quyến lận đận con đường trở lại với sân cỏ. Những tưởng đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chơi bóng của Văn Quyến, nhưng anh vẫn tích cực tham gia các giải đấu phong trào để tìm lại cảm giác chơi bóng. Sau thời hạn 2 năm treo án kết thúc, Văn Quyến đã chính thức trở lại V-League năm 2009 trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Giai đoạn đầu, Văn Quyến thi đấu khá tốt, thậm chí còn được gọi lên đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung năm 2010, chuẩn bị cho cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long. Tuy vậy, chấn thương đã khiến cho anh bỏ lỡ cơ hội trở lại. Cuối năm 2012, Văn Quyến chuyển sang Ninh Bình với mức lương khoảng 30 triệu đồng trên một tháng. Anh đã ghi 3 bàn ở cúp quốc gia giúp cho Ninh Bình vô địch. Anh giải nghệ sau khi câu lạc bộ Ninh Bình giải thể. Văn Quyến lên chức cha và có cuộc sống êm đềm. Hiện tại, Văn Quyến sở hữu thân hình khá nặng nề, thừa cân. Theo kênh thể thao, vào tháng 4 năm 2016, Quyến Béo đã lên chức làm cha của một cô gái nhỏ. Anh vẫn tham gia các giải đấu phong trào để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, thường xuyên gây chú ý khi xuất hiện trên các sân vùi. Ngoài ra, anh cũng tham gia vào nhiều chương trình bình luận bóng đá. Tuy đã từng dính chàm, nhưng người hâm mộ vẫn rất yêu mến và theo dõi tin tức về thần đồng bóng đá năm xưa. Ai cũng tiếc nuối với sự dại dột của một tiền đạo giỏi, mất đi cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp, để giờ đây phải lăn lộn trên các sân với những giải bóng phong trào. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Văn Quyến cũng không phải là quá khó khăn như nhiều người tưởng tượng. Quyến đã có một mái ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Kinh tế của gia đình thần đồng bóng đá thuần nào cũng khá no đủ. Việc Quyến đi đá bóng phủi, phần là vì đam mê, cũng không đặt nặng vấn đề về tài chính quá nhiều.